Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 47 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật anh, các anh sẽ thấy trời mở rộng, các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay chúng ta thấy có hình ảnh liên hệ đến các vị tổng lãnh thiên thần chúng ta mừng kính. Các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Thiên Chúa dựng nên các thiên thần để chầu trực, ca tụng trước nhan ngài, giúp đỡ các ngài và gìn giữ vũ trụ. Mikae có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa, được sai đi để gìn giữ và bảo vệ các tín hữu. Câu chuyện trong sách Khải Huyền, Raphael có nghĩa là thầy thuốc của Thiên Chúa, được sai để giúp đỡ con người như câu chuyện trong sách Tobia. Và Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa, được sai đi truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Các tổng lãnh thiên thần nêu gương cho chúng ta trung thành với Thiên Chúa, phụng sự Chúa và chăm sóc con người. Người môn đệ sẽ được Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang, mặc khỏi cho những mầu nhiệm cao cả. Đây là niềm hy vọng của chúng ta. Chúa Giêsu hứa cho Nathanael sẽ thấy những điều cao trọng hơn thế nữa. Thấy vinh quang của Thiên Chúa, thấy tầng trời mở ra, các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Trời đất giao duyên. Chúa Giêsu là cầu nối giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và loài người, là đấng mặc khải Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót cho nhân loại. Trong ngày mừng kính tổng lãnh thiên thần, chúng ta cầu xin với các thiên thần phù hộ cho đời sống thể xác lẫn tinh thần của chúng ta. Bình an xác là nhu cầu căn bản rất cần thiết cho đời sống con người. Sống lòng bác ái giúp đỡ nhau, kính trọng sự sống, điều chân thật, lẽ phải luôn là nhu cầu nên khung nền kiến tạo đường đời. Sống tình liên đới con người với nhau trong xã hội. Sống thể hiện một đời sống trong tương quan tình liên đới với Đấng là nguồn của sức sống, nguồn tình yêu và ơn tha thứ, luôn là nhu cầu khát vọng của tinh thần con người. Các thiên thần của Thiên Chúa là sứ giả được Thiên Chúa gửi đến cùng đồng hành, trợ giúp con người trong mọi hoàn cảnh đời sống. Thể hiện tình yêu, lòng thương xót, bác ái, vị tha. Đối với người tín hữu thì Thiên Chúa là đấng của sự chân thật, là tốt lành thiện hảo, là Thiên Chúa của lòng khoan dung thứ tha qua tình yêu thánh giá mà Chúa Giêsu đã dùng để cứu độ nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết đến và yêu mến Chúa để được gặp gỡ, kết hợp với Chúa. Nhờ đó, chúng con được biến đổi nên trong sạch, xứng đáng được luôn ở bên Chúa và phụng sự Chúa như các thiên thần ngày đêm ca tụng Chúa trên trời. Amen.